Kính chào quý doanh nhân, kính chào quý nghệ sĩ, cùng kính chào tất cả quý vị khán giả trên mọi miền đất nước. Tôi là Hoàng Trang đến từ Tây Ninh. Nhân dịp xuân mới, Hoàng Trang xin kính chúc tất cả các anh chị doanh nhân, quý nghệ sĩ và quý vị khán giả trên mọi miền đất nước một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Nụ cười em xinh tươi làm bao gã si tình, nhịp theo dáng em trong điệu nhạc. Nụ cười em xinh tươi hồn nhiên đã cho anh niềm vui quên đi âu lo muôn phiền phiền phiền. Ok cô bé yêu của anh, ta cùng khiêu vũ đi nhé em, hãy cùng nhau ca hát khúc hát tình yêu. Nào cùng nhau khiêu vũ hãy quên sầu đi, cùng nhau cất tiếng hát cho thêm yêu đời. Nào giờ cao đôi tay lên đi mình, đắm say trong tình yêu. Oh, 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 oh. Nào cùng nhau khiêu vũ hãy quên sầu đi, cùng nhau cất tiếng hát cho thêm yêu đời. Nụ hôn ta xin trao cho nhau mình, đắm say trong tình yêu. Oh, 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 oh. Nụ cười em xinh tươi làm bao gã si tình, nhịp theo dáng em trong điệu nhạc. Nụ cười em xinh tươi hồn nhiên đã cho anh niềm vui quên đi âu lo buồn phiền. Ok cô bé yêu của anh, ta cùng kêu vũ đi nhé em, hãy cùng nhau ca hát khúc hát tình yêu. Cất tiếng hát cho thêm yêu đời. Nào giờ cao đôi tay lên đi mình, đắm say trong tình yêu. Oh, 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 oh. Nào cùng nhau khiêu vũ hãy quên sầu đi, cùng nhau cất tiếng hát cho thêm yêu đời. Nụ hôn ta xin trao cho nhau mình, đắm say trong tình yêu. Oh, 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 oh. Nào cùng nhau khiêu vũ hãy quên sầu đi, cùng nhau cất tiếng hát cho thêm yêu đời. Giờ cao đôi tay lên đi mình, đắm say trong tình yêu. Oh, 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 oh. Nào cùng nhau khiêu vũ hãy quên sầu đi, cùng nhau cất tiếng hát cho thêm yêu đời. Nụ hôn ta xin trao cho nhau mình, đắm say trong tình yêu. Oh, 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 oh. Cho hết đêm nay em ơi, ta nâng ly uống cho say, để ngày mai đây mình chia tay quên đi ân tình nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá giết chết con tim dại khờ, vẫn biết yêu đương là nước mắt, anh vẫn yêu em mà thôi. Khi yêu anh trao em hết con tim, đêm đêm anh mơ xanh bước bên em,
cùng dìu nhau đi bài tango, anh đưa em vào vườn yêu. Cứ ngỡ phút giây tình đắm đuối sẽ mãi theo anh muôn đời, khúc hát tango tình chưa dứt em nỡ ra đi đành sao. Điều buồn tango ngân nga cùng đàn xa, đưa em đi về chốn nào giờ còn mình anh lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay tay nắng ly rượu cay, không ai anh dịu bước cùng ôi khúc tango lẻ loi. Với sự nỗ lực và không ngừng phấn đấu cùng với niềm đam mê nhiệt huyết của câu lạc bộ hát Tây Đen thành phố Tây Ninh, câu lạc bộ hiện nay đã gây dựng được các lớp khiêu vũ nghệ thuật và khiêu vũ thể thao từ cơ bản đến nâng cao. Câu lạc bộ hát Tây Đen cũng đã tạo ra được lực lượng huấn luyện viên và vận động viên để tham gia thi đấu dàn dựng cho các cá nhân và tập thể biểu diễn. Kính thưa quý vị, khiêu vũ đã từ lâu trở thành một nét văn hóa đẹp ở Tây Ninh nói riêng và trên cả nước nói chung. Những lợi ích từ khiêu vũ mang lại cho mọi người không chỉ ở niềm vui, sự thư giãn mà còn cả về sức khỏe. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có rất nhiều câu lạc bộ khiêu vũ được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày một tăng của người dân. Trong đó, câu lạc bộ khiêu vũ HTD thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh là câu lạc bộ có bề dày thành tích với 2 năm tồn tại và phát triển. Câu lạc bộ khiêu vũ khách Tây Đen thành phố Tây Ninh đã góp một phần không nhỏ đưa khiêu vũ phát triển rộng rãi, trở thành điểm sáng trong đời sống văn hóa tỉnh nhà. Vâng, và ngày hôm nay đây cũng là buổi giao lưu cho tất cả các anh chị em yêu thích bộ môn khiêu vũ từ mọi miền đất nước, đặc biệt là các anh chị em ở 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các anh chị em ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có dịp để các câu lạc bộ khiêu vũ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn với thông điệp tự nguyện, đoàn kết,
sức khỏe, hướng tới nghệ thuật ngày càng cao. Hôm nay, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh, Câu lạc bộ HT Đen được vinh dự tổ chức đêm giao lưu khiêu vũ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và những người đam mê khiêu vũ tại Tây Ninh lần thứ 20. Đó là lý do của buổi giao lưu hôm nay. Xin tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để buổi giao lưu của chúng ta được phép bắt đầu. Về dự đêm giao lưu hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nhật Lê Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh. Xin một tràng pháo tay thật to nhiệt liệt chào đón. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu trọng tài quốc gia, trọng tài Nguyễn Trọng Đạt cũng có mặt trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Và đến nhiều buổi giao lưu hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đại biểu khách mời Hoa hậu quý bà toàn cầu USA Amy Lê Anh. Vâng, và đến dự buổi họp mặt ngày hôm nay có các đồng chí là thành viên của câu lạc bộ HT Đen thành phố Tây Ninh, các đồng chí trong ban tổ chức, các đồng chí đại diện các câu lạc bộ trong tỉnh, các câu lạc bộ ngoài tỉnh, các phóng viên báo đài tỉnh đến dự và đưa tin, cùng toàn thể quý anh chị, những người yêu thích bộ môn khiêu vũ. Và đặc biệt, sự có mặt của 13 câu lạc bộ khiêu vũ đến từ đồng bằng sông Cửu Long và hơn 7 câu lạc bộ đến từ mọi miền đất nước, những người góp phần tạo nên sự thành công của chương trình hôm nay. Chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự hiện diện của quý đại biểu hôm nay. Vâng, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ HT Đen thành phố Tây Ninh lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, quý doanh nhân, quý anh chị cùng các ban chủ nhiệm các câu lạc bộ trong khán phòng này. Em là Hoàng Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ HT Đen. Được sự tín nhiệm của các ban chủ nhiệm cho phép Hoàng Trang đăng cai tổ chức buổi giao lưu khiêu vũ lần thứ 20 và được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh. Lời nói đầu tiên, Hoàng Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh. Cảm ơn anh Ba, chủ nhiệm câu lạc bộ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cùng các ban chủ nhiệm, các anh chị gần xa đã dành thời gian quý báu đến tham gia chương trình giao lưu khiêu vũ lần thứ 20 của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Hoàng Trang đăng cai tổ chức tại Tây Ninh. Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, Hoàng Trang cũng xin gửi lời chúc dồi dào sức khỏe, năm mới phát tài, an khang thịnh vượng đến toàn thể quý anh chị gần xa. Một lần nữa, Hoàng Trang xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Buổi họp mặt giao lưu hôm nay là dịp để các câu lạc bộ khiêu vũ có cơ hội được giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn với thông điệp tự nguyện đoàn kết, sức khỏe hướng tới nghệ thuật. Và trong đêm hôm nay, sự có mặt của 13 câu lạc bộ khiêu vũ đến từ đồng bằng sông Cửu Long, những người góp phần tạo nên sự thành công của chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Võ Nhàn, đại diện cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa các thầy cô và các giáo sư cũng như các huấn luyện viên của các tỉnh cũng như thành phố, kính thưa quý vị mạnh thường quân cũng như các nhà tài trợ, cùng tất cả anh chị em những người yêu thích của hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như Đông Nam Bộ có mặt hôm nay. Trước tiên, cho tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, khiêu vũ không phải là một món ăn, nhưng nó đã đem cho chúng ta một món ăn tinh thần rất là cao và nó đã giúp chúng ta có một lợi ích để chúng ta có dịp giao lưu, làm quen và làm thân. Và chính nó cũng kết cho chúng ta một cái mối tình gọi là tình bằng hữu. Vì vậy, hôm nay chúng ta tổ chức họp mặt lần thứ 20 tại Tây Ninh. Thế thì cũng xin đến nói với quý vị tại sao nãy giờ nói là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà bây giờ lại là có đơn vị Tây Ninh
sinh đăng cai, thì cũng nói rõ để cho quý vị nắm. Tây Ninh là một đơn vị đã tự nguyện tham gia vào phong trào khiêu vũ nghệ thuật của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, Tây Ninh đã là một đơn vị xin gia nhập thì cũng là một đơn vị được quyền đăng cai. Thì hôm nay là lần giao lưu lần 20, thì chúng tôi trong ban chủ nhiệm giao cho tỉnh Tây Ninh, Cô Giang đăng cai lần thứ 20. Và cũng xin thông báo đến quý vị thì hiện nay cũng có thêm hai tỉnh của các tỉnh đồng bằng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, đó là tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, cũng có một số đơn vị tham gia vô cái câu lạc bộ này. Kính thưa quý vị, hôm nay với một khí thế và một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo của đơn vị đăng cai, các bạn đã làm được một cái nhiệm vụ rất là lớn. Nó đã nói lên về thứ nhất là tập hợp được số lượng, và cũng chính các đồng chí đã đưa chất lượng vào chuyên môn rất là cao. Thì tôi xin đại diện ban chủ nhiệm nhiệt liệt biểu dương cô Trang cũng như câu lạc bộ đã có một cái trách nhiệm rất là cao để tổ chức được một sự kiện rất là lớn. Và cũng biểu dương cho cô đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền ở địa phương, đã tạo được các cái chính quyền địa phương đã tạo cho các anh chị một cái động lực để phát triển cái môn khiêu vũ ở trong tỉnh cũng như ở ngoài tỉnh. Thì với một cái này thì tôi rất là tâm đắc và rất là cảm ơn các đồng các anh trong cái lãnh đạo ở địa phương ở Tây Ninh đã ủng hộ và giúp đỡ cho các cái anh chị trong môn khiêu vũ. Và tôi cũng không quên đại diện cho ban chủ nhiệm thành thật biểu dương những anh chị em, những người yêu thích khiêu vũ đã về đây họp mặt lần thứ 20. Tuy có một số đơn vị rất là xa, những đơn vị như ở Nam Căn, U Minh, Cà Mau rất là xa cũng về đây, và cũng có một số đơn vị Đông Nam Bộ và vậy thái như là ở Tung Tung, các anh chị cũng về để được. Thì đây là một cái tâm tình mà theo tôi rất là xúc động và rất là thông cảm và rất là cảm ơn những anh chị ở xa mà về họp mặt hôm nay. Cuối cùng tôi xin thay mặt ban chủ nhiệm cảm ơn các anh chị em chính quyền địa phương và cảm ơn các đơn vị tài trợ, và cũng cảm ơn những cô thầy và những vũ sư, những huấn luyện viên cũng như các anh chị em báo đài đến đây để đưa tin. Và cũng không quên cảm ơn tất cả những anh chị đã có mặt để góp phần giúp cho cái buổi họp mặt lần thứ 20 này thành công tốt đẹp. Chương trình là phần tặng quà cho đại biểu khách mời. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Nhật Lê Vinh, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Tây Ninh cùng bước lên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu trọng tài quốc gia, trọng tài Nguyễn Trọng Đạt. Và xin trân trọng kính mời anh Hải, đại diện ban quản lý dự án Thủ Dầu Một cùng bước lên sân khấu. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Võ Nhàn, chủ nhiệm câu lạc bộ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Xin trân trọng kính mời anh Việt, phó chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Trang, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khiêu vũ 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Xin mời quý đại biểu cùng bước lên sân khấu để nhận hoa, những bó hoa tươi thắm từ phía ban tổ chức. Và cũng xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh lên tặng những bó hoa tươi thắm cho quý đại biểu. Và chị Trang cũng xin thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn quý đại biểu đã dành thời gian quý báu đến dự buổi giao lưu tối hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn quý đại biểu và cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Quang Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, người đã luôn đồng hành với câu lạc bộ cũng như chương trình giao lưu khiêu vũ từ những ngày đầu. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông cùng lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm từ phía chủ nhiệm câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh. Tiếp theo chương trình là phần trao kỷ niệm chương. Sau đây xin mời các quý đại biểu có tên bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương. Xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được kính mời nhạc sĩ Hoàng Trọng Châu. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Trần Minh Thái Bình. Xin kính mời đạo diễn chương trình giải trí Ngô Trung An. Xin trân trọng kính mời Hoa hậu quý bà toàn cầu Úa Đa, Amin Lê Anh. Xin kính mời Hoa hậu công sở Thảo Vy. Xin trân trọng kính mời diễn viên Quỳnh Thảo. Xin kính mời ca sĩ Quách Gia Thành, Hoàng tử dân ca. Xin trân trọng kính mời Quảng Quân, Nguyễn Thị, ngôi sao tiếng hát. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời Quảng Quân, Thiên Kim, ngôi sao tiếng hát 2017. Xin mời 10 đại biểu có tên bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương. Và cũng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Nhật Lê Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh, cùng bà Nguyễn Thị Quang Trang là chủ nhiệm câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh cùng bước lên sân khấu trao kỷ niệm chương cho quý đại biểu. Xin trân trọng kính mời. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Lê Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Tây Ninh. Và xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh. Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin được mời ông Mai Hữu Phúc, Á quân 1 ngôi sao tiếng hát 2017. Xin chân thành kính mời Á quân 2, Doãn Đức, ngôi sao tiếng hát. Xin kính mời ông Lê Phương Đông, top 5 của ngôi sao tiếng hát. Xin trân trọng kính mời ca sĩ Thanh Hà, top 5 ngôi sao tiếng hát. Xin kính mời ca sĩ Phúc Nhi, top 5 ngôi sao tiếng hát 2017. Xin kính mời ca sĩ Thu Hiền, ngôi sao tiếng hát. Xin kính mời ca sĩ MC Nguyễn Cường. Xin trân trọng kính mời doanh nhân Liễu Sâm. Xin kính mời doanh nhân Tô Thị Tú. Xin kính mời doanh nhân Trương Thị Thanh Thư. Xin mời quý đại biểu cùng bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương. Và cũng xin trân trọng kính mời ông Trần Hùng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh, cùng anh Hoàng Trọng Cảnh cùng bước lên sân khấu để trao kỷ niệm chương cho quý đại biểu. Xin trân trọng kính mời.
Xin chân thành cảm ơn ông Trần Hùng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hát Tây Đen và ông Hoàng Trọng Cảnh đã cùng lên trang kỷ niệm chương cho quý đại biểu, và xin cảm ơn quý đại biểu. Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời doanh nhân Trần Anh Trọng Đi. Xin được trọng kính mời doanh nhân Nhẫn Phạm. Xin được kính mời doanh nhân Võ Ngọc Huyền. Xin được kính mời doanh nhân Mai Thanh Phong. Xin được kính mời doanh nhân Anh Hải. Xin trân trọng kính mời Trần Ngọc Chính. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Hùng. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Đồng Xoài. Xin được kính mời đại diện nhóm nhạc nhí BAS. Xin trân trọng kính mời Huy Hoàng, quán quân tiếng hát doanh nhân năm 2017. Xin mời 10 đại biểu cùng bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương. Và cũng xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Quang Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh, cùng anh Trần Hùng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ HTD cùng lên trao kỷ niệm chương cho các quý đại biểu. Và cuối cùng chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Đồng Phú lên nhận kỷ niệm chương từ phía ban tổ chức. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Quang Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ Hát Tây Đen thành phố Tây Ninh, và xin cảm ơn anh Trần Hùng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hát Tây Đen thành phố Tây Ninh. Tiếp theo chương trình, và ngay bây giờ xin mời chủ nhiệm câu lạc bộ Hát Tây Đen là bà Nguyễn Thị Quang Trang cùng bước lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương. Và cũng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Nhật Lê Vinh, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Tây Ninh, cùng lên trao kỷ niệm chương cho câu lạc bộ Hát Tây Đen thành phố Tây Ninh. Tiếp theo chương trình là phần trao cờ lưu niệm cho các đoàn đến dự giao lưu hôm nay. Xin mời đại diện cho các câu lạc bộ tham gia giao lưu, đặc biệt là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cùng bước lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Nguyễn Sơn, thành phố Tây Ninh. Xin được trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Minh Lệ, thành phố Buôn Ma Thuột. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Khiêu Vũ Khánh Sơn, thành phố Tây Ninh. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Hải Thủy, thành phố Tây Ninh. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Khiêu Vũ Mỹ Huy, Dương Minh Châu. Xin được kính mời đại diện câu lạc bộ Cao Hùng, thành phố Tây Ninh. Xin được kính mời ông Võ Nhàn đại diện cho Bạc Liêu. Xin được mời kính đại diện câu lạc bộ Trang Long Sa Đéc. Xin được kính mời câu lạc bộ Bắc Việt, thành phố Cà Mau. Xin được kính mời đại diện câu lạc bộ Bình Dương Dance Sports. Xin được kính mời đại diện câu lạc bộ Mini Biên Hòa. Xin được kính mời đại diện Hòa Nhớ Cà Mau, đại diện câu lạc bộ Ngọc Đảnh Trà Vinh. Xin được kính mời đại diện câu lạc bộ Anh Thúy Vũng Tàu, câu lạc bộ Anh Khoa Cà Mau, câu lạc bộ Hoàn Thiện Cà Mau, câu lạc bộ Trung Lai Bình Dương, câu lạc bộ Châu Hành Đồng Nai, câu lạc bộ Bình Đa. Câu lạc bộ Ngọc Hiền Bà Rịa, câu lạc bộ Anh Lộc Vĩnh Long, câu lạc bộ Dương Văn Hùng Gò Vấp, câu lạc bộ Phan Văn Quân quận 12, câu lạc bộ Quang Bình Dance Sports Cần Thơ, câu lạc bộ Như Phúc Tân Biên.
Xin mời đại diện câu lạc bộ Tâm Huệ Bình Dương, câu lạc bộ Hồng Tiết Phan Rang, câu lạc bộ Ngọc Trí Trung tâm Văn hóa quận 12, câu lạc bộ Đồng Phú, câu lạc bộ Mai Hoa Sơn Tiên, câu lạc bộ Anh Văn Cà Mau, nhà văn hóa Long Xuyên, câu lạc bộ 126 Châu Đốc, câu lạc bộ Anh Tuấn Đồng Xài, câu lạc bộ Hoa Loa Tân Hiệp. Xin hân hạnh kính mời ông Nguyễn Nhật Lê Vinh, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Tây Ninh, cùng bà Nguyễn Thị Quang Trang, chủ nhiệm câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh, cùng bước lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Xin được kính mời đại diện câu lạc bộ Thái Bảo Thủ Đức, câu lạc bộ Hàng Son Gò Dầu, câu lạc bộ Tâm Long Xuyên, câu lạc bộ Nhật Phạm Hòa Thành, câu lạc bộ Phan Thành Sa Đéc, câu lạc bộ Nhật Quang Trà Vinh, câu lạc bộ Bình Đa, câu lạc bộ Hàng Sinh. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đại diện các câu lạc bộ có tên. Chúng ta cùng nhanh chóng tiến lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm từ phía ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời anh Trần Hùng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ HTD thành phố Tây Ninh, và cũng xin trân trọng kính mời anh Hoàng Trọng Cảnh cùng bước lên sân khấu để trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Hội trường của chúng ta thêm nóng hơn, thêm sôi động hơn. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể các anh chị em cùng tiến hành chương trình giao lưu. Và chương trình giao lưu xin phép được bắt đầu. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể các anh chị cùng bước ra sàn với vũ điệu ba xô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn với giai điệu ba số rất là sôi nổi. Và sau đây xin giới thiệu với chúng ta đôi song ca Thiên Hương và Huy Hoàng, hai ngôi sao trong tiếng hát sao danh nhất, sẽ đến với ta với giai điệu rumba đừng nói sai nhau. Xin mời Thiên Hương và Huy Hoàng hãy dành cho đôi bạn trẻ chúng ta một tràng pháo tay thật lớn với giai điệu rumba. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt để đi mơ. Lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Biết tình khắc lên môi đưa mây vội yêu vẫn chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay một nắm tay cho thật nhịp bước chân vươn tới những cánh xa đời đây vẫn hoa cùng chung một mái nhà đời đây nhị hồng cùng nhị đại bằng con tim mà lòng yêu thương bao cùng cùng tuyệt vời quên đi ngày tháng vất vả vui trong ngày hồi có Oh.
về theo cánh chim bay, là chia đất đôi lời, là hạnh phúc xa người ơi. Một mái nhé có nghe cùng trên khắp nam thank you.
Say no, there's no zero. So come on, let's make it.
hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút tôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có ai không, ném cho tôi nụ cười là đây, nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống còn hạnh phúc. Đôi khi có ai không, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi.